Và cũng trong chiều ngày hôm qua, ngày 13 tháng 1, thì đội 5 phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của những người liên quan đến hành vi đổ chôm lấp hàng ngàn mét khối chất thải thuộc danh mục nguy hại tại Bảy đất trống thuộc ấp 4 xã Xuân Thế Sơn của huyện Hóc Môn. Trước đó, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, trinh sát bắt quả tang ông Nguyễn Trường Tam, sinh năm 1978, quê ở tỉnh Vĩnh Long, điều khiển xe tải 51C42566, chở 50 bao bùng bột dao phát sinh trong quá trình thuộc da, nhuộm và sơ chế da động vật đến bãi đất trống này và trùng lấp. Ông Tam khai nhận là nhân viên của chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất Hiếu Hâu tại địa chỉ 4 trên 208, ấp Nhị Tân 2, xã Tân Thái Nhì, huyện Hóc Môn, Đại diện phía chi nhánh này, bà Nguyễn Thị Xuân Mai cho biết, từ tháng 12 năm 2017 đến nay đã đổ khoảng 20 tấn bùn bột da tương tự tại đây. Ghi nhận tại hiện trường, số chất thải này được đổ trên diện tích hàng trăm mét vuông để sang lắp mương nước. Tổng số bùn bột da ước tính gần 2.000 mét khối. Được biết, đây là loại chất thải nằm trong danh sách nguy hại. Hiện Cảnh sát Môi trường đã làm việc với phía công ty Hiếu Hậu và những người có liên quan để xử lý theo quy định.